Xin chào cô chú anh chị nha. Bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam sẽ quay một lô đất ở ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Cái miếng đất này rất là dài luôn, thực tế là dài hơn 60 mét luôn nha cô chú anh chị. Đây, lô đất đang cần bán nè. Thì chiều ngang 5 mét, chiều dài ở trên sổ á, là 57 mét, mà thực tế lại dài hơn 60 luôn. Tổng diện tích ở trên sổ là 286,5 mét vuông, có 80 thổ cư nha. Còn lại đất cho lâu năm. Đó, có thổ cư xây nhà thoải mái. Đường ở trước đất là đường rải đá nè. Thì cái miếng đất này á, là hướng bắc đông bắc, tức là hướng bắc có lệch đông chút xíu nha. Chiều ngang phía trước 5 mét, ở sau là 5m14 á. Còn chiều dài thì chúng ta thấy rất là dài, có cấm trụ xi măng ranh giới rõ ràng ha. Ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu. Ở đây là vùng đất Ngũ Long nha cô chú anh chị. Cái vị trí này cách đường nhựa là 200 mét, cách trạm y tế á là có 500 mét thôi. Còn nhìn vô hướng này nè là thấy nhà văn hóa, trường tiểu học, trường cấp 2, trường mẫu giáo sát bên luôn. Thì bây giờ chị Chi chủ đất bán lô đất này với giá 295 triệu. Cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ gặp trực tiếp chị Chi, không có qua môi giới trung gian nha. Kế bên là có sân bóng chuyền, để bây giờ tấn quay cho cô chú anh chị coi nha. Đây, cái lô đất 295 triệu nè cô chú anh chị. Có cấm trụ xi măng quá chừng luôn, ranh giới rõ ràng ha. Ở sau là có hai cái cây bự nữa kìa. Nền đất thì cao ráo bằng phẳng nha, ngay bên cạnh là có sân bóng chuyền nè. Đi ra hướng này 200 mét là ra đường nhựa nha, ra đường nhựa quẹo trái. Khoảng hơn 200 mét nữa thôi là trạm y tế. Đó, cái đường đi vô là bên hông của trạm y tế xã Long Khánh nha, dễ biết lắm cô chú anh chị. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Map á, để trong phần mô tả. Đây, cấm trụ xi măng quá chừng luôn ha. Hàng xóm kế bên nè, và nhà hàng xóm đối diện nè. Chiều ngang á, ở phía trước là 5 mét, còn ở sau là 5m14 nha, nở hậu á. Còn cái chiều dài ở trên sổ là 57, thực tế là dài tới 60 lần. Này cô chú anh chị mua lô đất này ha, cái chúng ta cắt căn nhà khúc giữa nè, chừa sân trước cho rộng rãi, mình làm cái sân đậu ô tô với lại trồng cây kiểng rồi đó. Còn sân sau mình có thể trồng cây ăn trái rồi ha. Để giờ coi hàng xóm xung quanh đây, là Tấn sẽ đi dài theo miếng đất cho cô chú anh chị coi. Đường rải đá nè, ô tô xe tải nhỏ đâu là vô được nha. Thì cô chú anh chị nhìn về hướng này, đây là nhà văn hóa, đó là kế bên. Còn mái ngói bên đây là trường cấp 2, trường tiểu học. Xích tới bên kia là trường mẫu giáo. Đó, ba cái trường học luôn. Còn nhìn về hướng này nè, thấy mái ngói đỏ bên đó đó, là trường cấp 3 đó cô chú anh chị. Trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng bên phía xã Long Giang. Còn đây là trường cấp 2, trường cấp 1, trường mẫu giáo, nhà văn hóa nè. Miếng đất này có tới 80 mét vuông thổ cư nha. Mua xây nhà ok nha cô chú anh chị. Diện tích bự gần 300 mét vuông lận. Rồi, bây giờ đi dọc theo cái chiều dài cho cô chú anh chị coi nha. Nền đất bên trong nè, cao ráo. Cao ráo và trống trải nữa. Này cô chú anh chị mua xây nhà đâu có cần dọn dẹp gì đâu. Ở phía sau có hai cây bự bự nè. Ở đây là huyện Bến Cầu. Thì huyện Bến Cầu là có cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Sắp tới là có đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Mộc Bài đó cô chú anh chị. Ở đây cách bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh á, là 69 cây. Cách vòng xoay thị trấn Bến Cầu 9 cây. Cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 15 cây. Từ ủy ban xã Long Khánh, tỉnh lộ 786 vô tới đây á, là gần 2 cây nha. Đây, phía sau là có hai cái cây. Hai cây này rất là mát luôn. Hai cây này là vừa găng võng luôn nè. Đó, cái khoảng cách là vừa để găng võng luôn á. Ở phía sau thì tới trụ này. Đó, ranh giới rõ ràng. Trạm y tế của xã Long Khánh là ngoài đây nè, cô chú anh chị. Đây, nhà hàng xóm xung quanh ha. Từ ở sau, giờ mình đi dài tới trước lại nè.
Giá bán là 295 triệu nha cô chú anh chị. Bên đây là sân bóng chuyền. Định vị Google Maps của đất thì Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả nha. Để bây giờ Tấn quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi. Đây, tờ sổ hồng của đất nè cô chú anh chị. Sổ hồng đứng tên chị Chi, ngay chủ luôn. Đầu tiên mình coi cái sơ đồ nha. Chúng ta thấy là cái miếng đất này rất là dài, mà thực tế là còn dài hơn trên sơ đồ nữa nha. Đây, đất này á, cái hướng là bắc, đông bắc, tức là hướng bắc có lệch đông chút xíu. Mặt tiền đường đất nè, ở trên sổ không ghi đường này rộng bao nhiêu ha, chỉ ghi đường đất thôi. Rồi, chiều ngang ở phía trước là 5m01, ở sau 5m14. Còn chiều dài á, một bên là hơn 56m, còn một bên là gần 58m. Đó, quá chừng dài luôn. Thực tế là dài hơn 60m lần á. Thửa đất 1656, tờ bản đồ số 17, địa chỉ ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích đất là 286,5m2 và có 80m2 thổ cư nha. Còn lại 206,5 là đất cây lâu năm. Tấn nhắc lại cái giá bán nha, 295 triệu. Cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ trực tiếp gặp chị Chi, chủ đất. Số điện thoại là 0387 893 224, 0387 893 224, 0387 893 224. Và một số nữa là 0902 815 481, 0902 815 481, 0902 815 481. Gặp chị Chi, sổ hồng ngay chủ luôn, không có qua môi giới trung gian nha. Bây giờ Tấn sẽ ra ngoài tỉnh lộ 786, hướng từ chợ cầu Long Thuận á, chạy ngang chợ cầu Long Thuận, chạy ngang ngã ba ủy ban xã Long Khánh, chạy vô tới đây cho cô chú anh chị coi nha. Là chúng ta sẽ đi ngang qua trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, ngang nhà văn hóa, ngang trạm y tế luôn nha cô chú anh chị. Bây giờ Tấn sẽ quay từ ở ngoài khúc đường tỉnh lộ 786, đi ngang qua chợ cầu Long Thuận, rồi đi tới ủy ban xã Long Khánh. Đây là tỉnh lộ 786, đường này lộ giới tới 45m. Bên trái là có điện máy xanh Thế Giới Di Động nè. Khu vực này bây giờ rất là sung túc luôn. Cô chú anh chị thấy là nhà cửa dân cư rất là nhiều ha. Cái hướng mình đang đi là từ thị trấn Bến Cầu đi về xã Long Khánh, và đi thẳng cái hướng này á là lên thành phố Tây Ninh nè. Đường này lộ giới tới 45m lận. Tương lai nhà nước sẽ còn mở bự nữa cô chú anh chị ơi. Đây, nhà lồng chợ là bên tay phải ha, chợ cầu Long Thuận, ở bên xã Long Thuận, giáp ranh với xã Long Khánh nè. Ở đây là vùng đất Ngũ Long á. Những cái xã đây có tên bắt đầu bằng chữ Long ha, có 5 xã cho nên gọi là Ngũ Long. Cái chợ này gần cây cầu cho nên gọi là chợ cầu. Đó, qua cây cầu thì tới địa phận của xã Long Khánh nè. Qua thêm cây cầu Long Khánh nữa. Cái hướng này cũng là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đi về Long Khánh nè. Cầu này tên là cầu Long Khánh ha. Cái đường mới vừa trải nhựa lại liền lạc. Nhà cửa dân cư rất là đông luôn. Tới ngay chỗ này là ngã ba đèn xanh đèn đỏ. Bên trái là ủy ban xã Long Khánh, bên phải là có Bách Hóa Xanh. Thì chúng ta sẽ quẹo trái cặp bên hông của ủy ban xã, là ngay cái cổng chào xã Long Khánh, nhà nước mới làm. Đó, bên phải là Bách Hóa Xanh nha. Còn nếu đi thẳng cái hướng này á, là lên xã Long Giang, xã Long Chữ, rồi lên thành phố Tây Ninh.
Còn bây giờ mình quẹo trái. Quẹo trái là cái đường vô trang trại bò sữa Vinamilk á. Cái trang trại rất là đẹp luôn, cho nên người ta gọi là resort bò sữa Vinamilk đó cô chú anh chị. Đó, từ ngay chỗ này đi vô tới đất là 1,5 cây nha. Cái cổng chào xã Long Khánh nhà nước mới làm nè. Đó, cái đường này là dẫn thẳng vô resort bò sữa Vinamilk. Thì bây giờ mình đi vô đường này chạy ngang qua 3 cái trường học nha, mẫu giáo cấp 1, cấp 2. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích và bấm đăng ký kênh để xem nhiều video clip khác nữa nha. Kênh Nhà Đất Việt Nam cố gắng quay chi tiết rõ ràng để gửi thông tin chính xác đến cô chú anh chị và các bạn. Kênh Nhà Đất Việt Nam là không làm môi giới trung gian nha. Liên hệ gặp trực tiếp chủ nhà, chủ đất. Bên phía tay trái là trường mẫu giáo, trường đạt chuẩn quốc gia nha. Qua trường mẫu giáo á thì bên phải là trường cấp 2 và trường cấp 1. Nếu mà cái đường mặt tiền của đất mở thông ra đây á thì từ đất đi ra đây là khoảng chừng 300-400 mét thôi ha, rất là gần. Đây, trường trung học cơ sở. Và ngay bên cạnh là trường tiểu học. Đây có mấy nhà nóc thái đẹp nè. Rồi, phía bên tay phải sẽ là nhà văn hóa. Đó, từ miếng đất nhìn ra nhà văn hóa là sát bên luôn. Đây, nhà văn hóa chỗ này nè. Qua nhà văn hóa khoảng chừng 200 mét là sẽ tới trạm y tế xã Long Khánh. Đây, trạm y tế xã Long Khánh là bên tay phải nè cô chú anh chị. Thì bây giờ mình quẹo phải nha, còn đi thẳng là vô resort bò sữa Vinamilk đó. Đây, cái đường vô đất là dễ biết nè cô chú anh chị ơi, là ngay bên hông của trạm y tế xã Long Khánh, ngay cổng chào ấp văn hóa Long Phú. Thì chúng ta đi vô ha. Giờ vô là văn phòng ấp Long Phú luôn nè. Rồi, từ ngoài trạm y tế đi vô 200 mét nè là quẹo phải ngay chỗ cái bảng hớt tóc Thành Lương. Rồi đi xích tới là có quán cà phê rồi tập quá rồi nha, là tới chỗ cái bảng cắt tóc Thành Lương nè. Đó là chúng ta sẽ quẹo phải ngay chỗ này nha, vô cái đường rẽ đá. Đây, hàng xóm đầu phía trước nè, có tiệm tập quá rồi ha. Rồi quẹo vô ngay bảng hớt tóc Thành Lương nha. Định vị Google Maps của đất Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Những nhà này mới xây không nè. Cái đường có rải đá. Đây, tới ngay khúc này chúng ta cua sang phải, cặp cái hàng rào lưới B40 này nha. Đường này xe tải nhỏ đâu là vô được luôn nha cô chú anh chị. Lô đất đang cầm bán là ngay phía trước mặt nha. Đây, hớt tóc Thành Lương là bên tay phải luôn nè. Đã, cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ chị Chi, giá bán là 295 triệu. Ngay chủ luôn, không có qua môi giới trung gian gì hết nha. Đây, lô đất đang cầm bán. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.